này là hôm trước chị mới chạy nhìn thấy con chim sáo to lắm đúng không? Ơ, à, em biết à, chắc chả kể đúng không? Hôm trước nhá, chị mới chạy ở nhà ngoài á, nhìn thấy con chim sáo to đùng luôn á. Chị mới chạy muốn bắt nhưng mà chả bắt được. Đâu, em xem nào. À, đây. Đây đây, chị cho xem video này. Đây 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 đây, em thấy chưa, thấy chưa? Đừng động nó. Ui, con chim này to thế, nhưng mà nó màu đen xỉ à. Ừ, đúng rồi đấy, con chim sáo này nó lại màu đen chứ. À, mà con chim sáo này nếu mà mình nuôi, có khi nó có biết nói đấy. Biết nói á, thôi đi bắt luôn đi chị. Ờ, nhưng mà bắt nó khó lắm đấy. Bây giờ hai chị em mình đi, làm sao mà bắt được. À, rủ cha. Thế bây giờ gọi đi. Cha. Chị với Ngọc đang chuẩn bị đi đấy, đi luôn đi. Ê, từ từ, làm gì đã có đồ dùng đâu, để em chạy về lấy đã. Ê, nhanh thế. Này, chà về lấy đồ rồi đấy, thế hai chị em mình bắt tay không à? Ơ, thì phải vào tìm đồ luôn chứ. Ừ, đi. Lấy đồ gì được nhở, lấy cái này. À, không, à đi lấy cái này mà, cái này làm sao được. Cái này, ê, bắt được chim thì cho vào trong siêu này luôn. Nhưng mà nó chết ngạt thì sao, không được. Chim để nuôi mình phải chăm sóc tử tế chứ. Lấy cái gì? Cái này, thúng. Con chim nó tới mình sẽ úp. Nhưng mà chim nó bay trên cao mà, sao mà tới được. Cái gì ta nhở? Ở đây có cái gì? Chắc phải lấy cái vọt đi nhở. Vọt đâu? Không biết cái gì bắt được chim nhở. Ô, cái này, bắt chim xong nhốt vào đây. Ơ, đã bắt được chim đâu mà nhốt. Cái này cái gì đấy? À, đi ra ngoài tìm đi. Cuối cùng lão thấy rồi. Đi bắt chim trời tối làm sao mà thiếu được đèn. Mình chuẩn bị hai cái đèn liền, thêm một cái bao nữa. Thoải nào á, Ngọc với cả Trà chuẩn bị đồ nghề rồi. Mình thì phải chuẩn bị đồ dụng cụ, khi bắt được chim phải cho vào trong cái bao này chứ. Được đấy. Thì thôi này, có thể bắt được chim này, mình phải lấy cái này mới được. Chị hai, đồ nghề xong rồi. Đâu, chị xem đồ gì đấy. Đây. Ờ, cái vợt đó. Và cái vợt này để bắt muỗi mà. Nhưng mà chị biết con muỗi ở bay vào thì bị làm sao không? Nó giật nó chết. Thế con chim bay vào thì nó cũng giật nó chết. Nhưng mà cái con chim là chị bắt để nuôi nó mà, chứ không phải bắt để chết đâu. Thế thì chuyển sang công dụng khác nhá. Cái công dụng gì? Nhá, chẳng hạn con chim là cái cầu lông đi. Ờ, đây là cái vợt. Em vợt một cái thế thì nó cũng chấn thương sọ não rồi. Em ấy, cái đồ của em vớ vào vớ vẩn ấy. Cầm cái này đi, có mà đi bắt muỗi cho bọn người bắt chim thì có. Đây này, phải đồ cho chị này. Bắt chim xong thì cho vào trong này luôn. Mà trời tối thì cần gì? Cần đèn. Em có đèn à? Vâng. Thế là em cũng chuẩn bị dụng cụ đầy đủ ấy chứ. Nhưng mà cái vật này vô tác dụng nha. Còn Ngọc, đồ của em đây. Tăng. Em định làm chú bắt rối à? Chị thấy sao ý? Chú bắt rối là cái gì? Cái cào. Thế còn đây là cái gì? Cái hót xác. Cho chị mới trả ngàn lại. Em dùng cái này, con chim bay qua một cái em vật nó luôn. Hả? Toàn dụng cụ bất hợp lý như thế này, bắt làm sao được chim nhỏ? Bao của chị cũng có vấn đề. Bao để em chui vào được luôn đấy. À, thế em chui vào đi chị ta nào. Nào, chui vào. Này để đánh cho chim. Thôi đi đi, không đến giờ con chim đi vệ sinh bây giờ. Đi vào. Ê, lên xe anh đẹp. Lên. Từ từ. Đây. Được chưa? Chuẩn bị đồ xe chưa? Rồi. Đi. Đi thôi thôi. Sẽ là bọn bọn trên chặng đường. Chị có bàn không vậy? Rồi, sắp tới nơi rồi. Rồi, tít, tới nơi rồi. Bây giờ là phải chậm thôi, tại vì con chim ý, nó chỉ động một tí là nó bay mất luôn á. Chị ơi, sợ tết âm mưu. Tại vì đây là nhà cũ, nhà hoang mà em. Ôi dồi ôi, chị Hà ơi, nói bía thôi. Bây giờ đi cùng vào với chị nhá. Mọi người ơi. Này, ở trong nhà, bây giờ ở trong nhà. Này, Ngọc. Ngọc với Trà, em nghĩ là bọn em ai bắt tốt hơn? Em. Ai? Em. Ai cũng bắt tốt đó. Thôi cả đám nữa bắt đi. Ừ, cả đám cùng bắt đi nhá. Ở đây là con chim sáo đấy. Con chim sáo nó chỉ ở một mình thôi. Có cái vợt này. Cái vợt này á sẽ bắt tốt hơn.
Ê, Trang, trà tìm ở đây. Để chị sang bên này. Sao. Này, vừa mọi người có nghe có tiếng vỗ cánh bay không? Em có. Hay là đánh động nó rồi nhỉ? Chắc là thế. Có khi nào nó đi vệ sinh rồi không? Hả? Năm gì mới đi vệ sinh đúng lúc thế? Để em tìm xem này. Em tưởng nó thích nằm ở gầm giường, nhưng mà nó lại không nằm ở gầm giường. À, nó thích nằm trong rơm á, đúng không? Đây, xem nó có ở trong rơm không? Không có. Ở đâu nhỉ? Ê, cái đây là đồ chơi của em My này. Em My, sao đồ chơi lại để đây vậy? Ô, lại còn xe máy của em nữa. Sao lại ở trong này hết đây? Em không đi nữa à? Vì nó bẩn rồi. À, vì nó bẩn rồi á. Đây, sang bên này. Ê, từ. Chả thấy chưa? Ê, cái gì đấy? Rồi, em My giật mình luôn. Em là chị giật của mình luôn á. Đây, mình sẽ xem ở cái góc này nè. Chị ơi, em thấy nó vỗ cánh chắc là bay đi rồi đấy. Ờ ha, chị cũng nghe thấy luôn mà rõ ràng chị em mình nhẹ như thế rồi mà. Có ai đánh động đâu đúng không? À, lên trên gác, mình chưa lên trên gác mà. Biết đâu nó ở trên gác á. Ơ nhưng mà chị Hà ơi, thì nếu mà nó đi rồi thì nó có quay về không? Có, chị thấy nó ở đây mà. Mấy hôm chị ra đây á, đều nó ở trong nhà này này. Ơ thế chị Hà, nếu mà hôm nay không bắt được thì là sao lại bắt? Ờ, nhưng mà đã mất công chuẩn bị rồi thì hôm nay phải cố gắng bắt được chứ. Rồi lên trên gác, đi. Lên gác á, biết đâu á, nó đang ngồi ăn cơm, chờ mình thì sao? Ờ nhờ, con chim nó biết nấu cơm á. Con chim có biết nấu cơm ấy. Biết đâu nó biết nấu cơm. Nó nấu cơm sẵn chờ mình. Sao, em đi trước đi. Đi trước đi. Đi. Ôi thì chị Hà với cả cha có đi không? Là rảnh ràng ấy nhở. Thôi em đi trước đây. Hai chị không đi, em đi trước. Thấy chị ở đây, em đi cùng với cả Ngọc. Ê, đợi chị, một mình chị sợ. Ê, Ngọc ơi. Ngọc, thấy gì không? Em thấy nó bay đi đâu ý. Này, hôm trước chị với cha nhìn thấy trên cây xoài đấy. Hay bây giờ đang ở trên cây xoài nhỉ? Chắc thấy chị ạ. Chị ơi, em thấy cái gì đen đen kìa. Em ơi, chị nhìn thấy có hai con mắt nó nhìn chị. Chị nói làm em tưởng rồi. Thôi em đi xuống đây. Nắp chị nắp hàng đi. Em đuổi xuống đây. Cũng không thấy gì hết á. Mà chị thấy sợ thôi á. Nhà không sao. Nó bắt được chim á, nó còn sợ hơn cái sợ. Bây giờ tìm quanh sân xem có không. Nhưng mà chị ơi, nếu mà hôm nay không bắt được hay bắt lần hai đi. Hôm nay không bắt được, hôm sau lại bắt đến khi nào mà được thôi. Chị chỉ nghĩ đến á, cái cảnh mà chị dạy được con sáo nên nó nói chuyện. Và nó biết là em chào chị Hà xinh đẹp đó. Chị ảo tưởng à. Ảo tưởng gì mà ảo tưởng. Thôi bây giờ tìm quanh sân nhá. Xem hiệu đây có. Chị Hà ơi, nhiều khi là đục, nhưng mà nó nhiều khi nó không phải là con chim mà là con gì? Mà là con dã. Chị Hà ơi, đi về đi, em nghĩ con chim nó bay mất rồi, không tìm được đâu. Nhờ, thôi đi về đi, chứ hôm nay động như thế rồi, con chim nó cũng chả dại quay lại đâu. Không, nhưng mà em muốn bắt nó cơ. Em muốn bắt không? Dạ. Thế thôi, em ở đây một mình mà bắt chị về. Đợi em ở đây một mình chờ.